Rồi Hiếu xin chào mọi người. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình làm một cái video là báo giá thuốc của tập đoàn Lộc Trời nha mọi người. Thì cái giá thuốc này thì mình báo cái giá tại ngay chỗ đại lý mình thôi. Rồi nếu mọi người thấy video hay thì mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi mọi người muốn biết giá thuốc gì đó thì mọi người cứ comment ở phía bên dưới video. Nếu mà có thì mình sẽ báo giá cho mọi người biết. Rồi còn cái nào không có thì mình nói là không có. Và cái giá này thì nó cũng tùy thuộc theo thời gian ha. Nên mình báo giá này là vào những ngày cuối năm, chuẩn bị đón Tết năm 2021 rồi mọi người. Đó. Thì ở đây thì mọi người xem. Ở chỗ mình thì có nông dân bác Quỳnh Nhân Binh đã cào trúng một chiếc xe Air Black ha. Đó, đây là ngay cái lễ trao giải ngay tại nhà mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào mình báo cái giá thuốc của Lộc Trời. Như mọi người đã biết á, Lộc Trời á là một cái tập đoàn lớn ở Việt Nam và tiền thân á, nó là cái bảo vệ thực vật An Giang và sau này á, là lên tập đoàn lấy tên là Lộc Trời. Và Lộc Trời thì phân phối hiện tại thì phân phối rất là nhiều cái mẫu thuốc mà chất lượng tại Việt Nam mình, như những cái hàng của Syngenta và những công ty khác đó mọi người, như của Arista hay là của Corteva đó. Thì đầu tiên á thì đầu vụ thì nó gồm có những mặt hàng mà Luce Sofit. Đây là mọi người, cái Luce Sofit thì là hàng của Syngenta và được Lộc Trời phân phối. Đó. Và cái giá của Luce thì một hũ như vậy thì mình trồng được 40 cái giống, 41.000. Rồi cái Sofit thì ở đây mình đang bán cái Sofit 500C. Đó, xài 5 công và nó 145.000 nha mọi người. Ngoài Luce Sofit ra thì còn có một cái dòng mà diệt mầm của An Giang đã sản xuất đó mọi người, đó là Meco 60EC đó, và chỗ mình đang bán cái chai Meco lít đó, Meco mà 1 lít đó thì giá 200.000, và cái Meco 500C á là giá 110.000 nha mọi người. Đó, đây là cái chai Meco, do hết vụ mình cũng không có tháo ra chân á. Rồi tiếp theo là đến cỏ cây. Cỏ cây của Lộc Trời thì nó gồm có Top Shop. Đây Top Shop là chai một xị nha mọi người. Đó, chai một xị. Và chúng ta sử dụng là 2 công đến 2 công rưỡi tùy theo lúa. Và đối với thuốc cỏ thì bà con nên sử dụng càng sớm thì càng tốt. Nó tầm 10 đến 15 ngày thì nó sẽ đạt cái hiệu quả cao nhất. Và cái Top Shop là mình đang bán là 115.000 nha mọi người. Đó. Và đây là Moto. Cái chai Moto là 90.000 ha mọi người. Đó. Tiếp theo là một số mặt hàng thuốc sâu. Thì đây là cái gói Angul 5. Đó, và gói 10g nha mọi người, sử dụng cho bình 16 lít. Đó. Và một gói như vậy là giá 9.000. Đây. Và bên đây là cái Radian. Radian của Lộc Trời và bà con hay gọi là trái cà. Đó, đây. Nó có cái bàn tay mà đang đợi trái cà. Và Radian này là hàng của công ty Dow. Đó, và hiện tại cái nó lên tập đoàn là Corteva đó mọi người. Và cái giá của cái Radian này á là 31.500 nha mọi người. Đó, một gói 31.500. Rồi. Tiếp theo đây là cái chai Fuan nha mọi người. Đó, cái chai Fuan đặc trị đầu ôm. Đó, đặc điểm của cái chai Fuan này khi mà mình phun á thì nó rất khô nhanh, vết bệnh khô rất là nhanh luôn đó. Và cái giá thành thì nó cũng không có mắc lắm, nhưng mà nó có cái nhược điểm á, là nó hơi hôi đó, nhưng mà mùi hôi của nó cũng giảm đi khá là nhiều rồi mọi người. Và cái chai Fuan này á, một chai là mình xài khoảng 4 công, 3 đến 4 công thôi đó, và cái giá của nó là 75.000 nha mọi người. Đó, đó là cái chai Fuan.
Kế bên đây thì cái gói này là cái gói Insurance này mọi người. Đó, nó là cái thuốc trừ bệnh và nó đặc trị cái bệnh là sọc lá bắp nha mọi người. Đó, sọc lá trên bắp rất là hay. Và hiện tại thì sọc lá trên bắp á thì thằng Insurance này á đang quản lý rất là tốt. Đó. Một gói nó là 80.000. Đây, Insurance nha mọi người. Đó. Một gói như vậy thì mình sử dụng cho một bình 25 lít. Đây, quản lý rất là nhiều bệnh như là chết nhanh rồi mốt xương đó, các kiểu đó. Và đặc biệt là trên bắp là quản lý bệnh sọc lá rất là hay luôn. Rồi, ngoài ra thì đây còn có những cái sản phẩm như là Totan đặc trị vi khuẩn nha mọi người. Đó, cái gói Totan này thì một gói mình sử dụng cho một bình 16 lít và cái bình máy là mình phải sử dụng hai gói nha mọi người. Đó, và cái giá của nó là 12.500 một gói giá tiền mặt. Giá thuốc thì nó tùy theo thời điểm và tùy theo những cái lúc mà mình nhận được cái hàng đó mọi người. Đó, nó lên nó xuống tùy. Ở phía đây là cái gói DS80 và nó cũng được An Giang sản xuất và Lộc Trời phân phối. Đó, gói như vậy nó chỗ mình đang ra là 15.000, nó tương đương với hai gói công cát. Một gói thì DS80 mình sử dụng cho một bình máy, bình 25 lít. Ngoài ra thì còn có cái chai Perang. Đó, Perang thì nó cũng là cái gốc Bermethin và mà sử dụng ở chỗ mình thì bà con sử dụng cho 5 công thôi. Và cái giá của chai Perang hiện tại là 230.000 đó nha mọi người. Rồi, ngoài ra thì ở chỗ mình thì có một số sản phẩm này, còn một số sản phẩm khác thì có nhưng mà mình chưa có báo hết cho mọi người bởi vì nó rất là nhiều. Đó, bởi vậy mọi người cần biết cái giá của sản phẩm nào thì cứ comment thì nếu mình biết mình sẽ trả lời. Của Lộc Trời gồm có bơm blower, đây là chai bơm blower của Lộc Trời nha mọi người. Đó, và cái giá của nó là 105, sử dụng cho 5 công. Phía bên đây là chai Silimax là nó cũng sử dụng cho cây lúa, cây rau màu được rất là tốt và nó giúp cho cái lá nó chúng ta nó cứng cây, bổ sung kali. Và cái giá Silimax thì nó 130. Ngoài ra phía bên trong còn có Vitagym thì nó khoảng 110 nha mọi người. Ngoài ra nó còn có hai boron hay là kali C30 thì nó giá tầm 100.000. Và còn một dòng thuốc sâu nữa đó là Vitaco. Đây mọi người, đây cái gói Vitaco ha, gói 25g. Đó, và hiện tại thì chỗ mình đang bán là giá 25.000. 25.000 một gói, sử dụng cho một bình máy trừ cuốn lá và đục thân. Đây, ở đây thì có cái gói chết nè. Chết là đặc trị gầy nâu á mọi người. Đó, gầy nâu một gói như vậy là 38.000. Ngoài ra còn một số dòng thuốc trị bệnh gồm có Philia 525SE. Đó, và một chai như vậy là 130.000 nha mọi người. Ở bên đây thì gồm có Amitatop và Tin Super. Đây cũng là hai những cái dòng sản phẩm của Syngenta luôn đó mọi người. Và cái chai tin á thì cái lô này mình nhận được có rẻ hơn lô trước. Đó, và mình đang bán với giá 200.000 tiền mặt. Và Amit là 280.000 nha mọi người. Đó, thì cái lô hàng đó thì mình cũng nói luôn, nó cũng tùy thuộc vào từng cái lô hàng và giá theo từng thời điểm nha mọi người. Đó,
mình nhận cao thì mình bán nó hơi cao chút xíu, rồi khi mà mình nhận được cái giá mà nó thấp thì mình sẽ bán thấp. Ngoài ra thì cái sản phẩm gầy còn có cái gói Becina, cái gói đó thì nó khá là đắt nên mình không có lấy về. Còn dòng thuốc cỏ thì nó có cái Cevelo á mọi người, đó thuốc mới cực kỳ hay và giá nó cũng rất là chát, đó mình cũng không có lấy về. Và cái Becina đó thì 80.000 một gói, sử dụng cho một bình đó, nha mọi người. Sau đó mình chỉ báo một số dòng sản phẩm mà đó, tương đối, còn bà con có cần biết những cái dòng sản phẩm gì đó mọi người cứ comment thì mình sẽ báo giá cho mọi người nha mọi người. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, chào mọi người nha.